gửi đến tất cả các anh chị lời chúc một đêm âm nhạc thật là hạnh phúc và ý nghĩa. Thì chúng ta cũng biết nhạc sĩ Trịnh Công Sơn có bài hát Để Gió Cuốn Đi, và sống trong đời sống thì phải có một tấm lòng. Tấm lòng đó là tấm lòng chia sẻ đến với những người cần có những điều mà người ta cần, chứ không phải chia sẻ đây là chúng ta có cái gì để chúng ta cho đi, cũng như là tôi có gì để anh cần thì tôi sẽ chia sẻ với anh, hoặc là anh có gì sẽ chia sẻ với người khác những gì người khác cần. Và trong đêm ra mắt của nhóm Sức Sống Mới, thiện nguyện Sức Sống Mới hôm nay xin gửi đến mọi người chúc tất cả mọi người chúng ta có thật nhiều sức khỏe. Và với con đường thiện nguyện chúng ta đã lựa chọn, chúng ta sẽ tiếp tục đi một cách mạnh mẽ, và nhóm Sức Sống Mới sẽ ngày càng đi đến những đường để giúp cho những người khốn khó có được một ước mơ. Xin gửi đến tất cả các anh chị và các bạn một lần nữa về sức em lòng chuyện một đêm.
xuống. Cảm ơn phần trình bày rất là tuyệt vời, rất là đặc biệt của chị Lâm Hà.